Quapec mở nhà hàng lẩu 23 tỷ nhưng bán giá buffet rẻ bằng một tô phở, không quan tâm lời lỗ. Quapec tên thật là Nguyễn Anh Khoa, anh vốn không còn là cái tên xa lạ với nhiều netizen Việt. Anh được xem là đại gia trẻ người Việt khi thường xuyên chia sẻ nhiều video vung tiền cho hàng hiệu, xe sang hay những chuyến du lịch đắt đỏ. Nam YouTuber thậm chí còn khiến mạng xã hội dậy sóng khi chi đến 5 tỷ kéo chân và có chiều cao lý tưởng. Hiện tại, sức khỏe của Quapec cũng đã dần ổn định, vì thế anh cũng bắt tay vào việc triển khai kinh doanh nhà hàng lẩu ở Mỹ. Nhà hàng này hiện đã gần như hoàn tất và sẽ chính thức khai trương vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Quapec vì thế mới đây đã đăng tải video khoe không gian bên trong nhà hàng, cũng như hé lộ mức giá bất ngờ của các món ăn tại đây. Theo đó, nhà hàng được Quapec đầu tư chỉn chu và tỉ mỉ cho từng khâu, từng không gian bên trong với tổng chi phí lên tới khoảng 23 tỷ đồng. Trong đó thì chi phí setup quầy buffet cũng đã tốn cả mấy nghìn đô, phần kính giữ nhiệt bao xung quanh quầy cũng đã lên tới 1.000 đô. Ngoài ra thì Quapec còn trang trí không gian với những bức ảnh ấn tượng theo phong cách Nhật Bản. Mỗi bức ảnh sẽ tốn khoảng 5.000 đô nếu làm ở Mỹ, do đó Quapec đã đặt toàn bộ tranh ship từ Việt Nam qua. Đầu tư khủng là vậy, thế nhưng Quapec khẳng định mình không quan tâm nhà hàng thành công hay không, mà quan trọng nhất là anh muốn. Đây là nơi mà những người đã theo dõi anh, cũng như những video của anh thời gian qua có thể đến gặp, giao lưu và trò chuyện cùng Quapec. Chính vì vậy mà anh tiết lộ mức giá buffet tại đây chỉ có giá khoảng 21,99 đô đến 31,99 đô, tương đương 521.000 đến 759.000 tiền Việt Nam. Mức giá này được anh nhận xét chỉ rẻ như một tô phở bán bên nước Mỹ mà thôi.